tôi coi như cái ngày đó là ngày sinh nhật thứ hai của mình vậy đó, là ngày 3 tháng 9 năm 2019. Trên đường đi thì tự nhiên một nửa bầu trời là xám xịt, một nửa bầu trời thì rất là đẹp. Chắc có lẽ đây là một cái tín hiệu để cho mình biết rằng là cái quá khứ của đó đã qua rồi, đây là một chương mới tươi sáng của cuộc đời. Khi tôi còn nhỏ thì tôi rất là đam mê máy tính công nghệ. May mắn là sinh ra trong một gia đình sở hữu một cái cửa hàng bán đồ điện tử, điện máy, điện lạnh. Tôi hay mở ra những cái máy móc để mà nghiên cứu thử bên trong nó có cái gì. Mà không hiểu sao ngày xưa thì tôi là không thích chơi game máy, thích lên trên mạng mày mò về công nghệ, về máy tính. Phải đầu năm lớp 10, lúc đó chắc vừa tròn 15 tuổi, thì mới gặp được một anh này chỉ rằng có một cái thế giới khác ở trên internet. Đó là một cái thế giới gọi là thế giới ngầm của hacker, có cách để mà lấy những cái thông tin đó để mà biến nó thành tiền. Thế là kể từ đó là ngày đêm đi kiếm tiền, mặc dù là vẫn đang đi học cấp 3 ở Sài Gòn. Khi mình có tiền, ngông cuồng mình nghĩ rằng là mình trên tất cả mọi người. Thế là tôi đi hack rất là nhiều trang web, những cái hệ thống để mà đánh cắp thông tin. Và mình cảm thấy rằng là mọi thứ nó quá dễ dàng, mình kiếm tiền quá dễ. Thì một tháng kiếm cỡ tầm 10 mấy ngàn đô, mình nghĩ mình có thể làm được tất cả. Mình nghĩ mình rất là quyền lực, mình nắm được thông tin người khác mà. Rồi mình có thể sử dụng những thông tin đó để mà làm những cái mục đích sai trái. Thì ngày xưa tôi được đóng chắc không phải 3-4 nhân vật thôi. Nào là con nhà giàu có, hay gia bất động sản, cơ sở hữu nhiều xe đẹp. Mình phải suy nghĩ ra cách nói dối, giả dối với chính bản thân của mình ấy, và người khác. Rất là mệt mỏi. Rất ít những cái ngày bình yên ở trong cái tâm trí của mình, mặc dù là bên ngoài mình rất là hào nhoáng. Sau đó thì cũng để dành tiền cái du học New Zealand ấy, là muốn trở thành một con người khác, trở thành một người trong lĩnh vực chuyên gia về an ninh mạng. Nhưng mà khi qua bên đó, người quen đường cũ, lấy cắp thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng. Ở bên New Zealand đâu đó gần được 1 năm ấy, thì là cảnh sát của New Zealand họ mới phát hiện ra những cái hành vi sai trái của mình. Thế là tôi trốn chạy về. Thật sự là chưa sợ, vẫn giao lưu với lại những người mà trong thế giới ngầm. Thì họ bảo rằng là có một cái khác nó an toàn hơn, là số an sinh xã hội của Mỹ. Tổng số an sinh xã hội của người dân nước Mỹ tôi hack được là gần 200 triệu. Con số mà bán được hơn 3 triệu thông tin. Thật sự là tôi đã nghĩ tới cái giai đoạn là bán hết toàn bộ thông tin này và rửa tay cái kiếm. Lúc đó tôi còn rất là trẻ, cứ nghĩ rằng là mình vẫn là người trong bóng tối, còn bên ngoài sáng thì mình là lại là một người khác. Thì sao mà ai biết được? Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Luôn luôn lúc nào cũng có những cái người âm thầm họ đang theo dõi, họ đang điều tra mình. Thì lúc đó tôi cũng đã nghi ngờ rồi. Nhưng vì lòng tham và cái đồng tiền nó lại mở mắt, thế là cứ đi. Thay vì là đi vào những con đường sáng, nhưng mà tôi là chọn con đường đèn tối để mà đi. Và cứ càng ngày càng đi sâu thì lạc lối, là nó đã sai ngay từ những cái ngày đầu tiên của người trẻ. Ngày 7 tháng 2 năm 2013, khi vừa tới sân bay Đài Loan thì là ngay lập tức gặp điều tra viên. Thì không còn gì chối cãi nữa, đành chấp nhận. Cuộc chơi đã kết thúc. Bị bắt, cả thế giới như sụp đổ, muốn tự vẫn cho xong đi. Trời ơi, bây giờ nghe tới bản án 45 năm thì thôi chứ còn gì nữa. Mình đã đến bước đường cùng rồi. Thưa quý vị và các bạn, đó là một phần câu chuyện cuộc đời của Ngô Minh Hiếu, người được truyền thông Mỹ gọi là siêu hacker người Việt. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với một nhân vật nữa của chương trình Hy vọng.
Để cho chị nhìn kỹ lại em một chút nào. Và khán giả truyền hình nữa, mọi người được nhìn em. Đây chính là Ngô Minh Hiếu. Câu chuyện xảy ra năm 2013. Tức là nếu như so với bản án thì giờ này em không thể có mặt ở đây được. Chị vẫn nghĩ là giờ này em vẫn đang phải ở Mỹ chứ nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Với cái bản án 45 năm là một cái cú sốc rất lớn trong cuộc đời. Nhưng mà vì sự cố gắng thì qua quá trình cải tạo em được giảm án từ 45 năm xuống còn 13 năm. Và được giảm án lần thứ hai là khoảng cỡ cuối tháng 11 năm 2019 được ân xá. Thì chính thức về Việt Nam là tháng 8 năm 2020. Và thế là từ tháng 8 năm 2020 đến giờ là hơn 3 năm. Chị nghĩ là vật này rất là nói lên nhiều điều về em. Đây là một cái thành quả mà hơn 3 năm cố gắng của em với lại các bạn đồng nghiệp trong nhóm phi lợi nhuận chống lừa đảo để bảo vệ cộng đồng. Đây là cái giải thưởng cống hiến vì xã hội nhân tài đất Việt mới cách đây vài tháng trước thôi. Dạ. Thật sự là câu chuyện của em nó có quá nhiều cái điểm như người ta dùng bây giờ là cú lật, cú twist. Hôm nay để kể cho mọi người về hành trình của mình đã trải qua, em sẽ muốn bắt đầu câu chuyện từ đâu? Từ quá khứ hay chúng ta bắt đầu từ hiện tại? Cũng có một số cái cần phải nhắc tới ở quá khứ. Tại vì phải có quá khứ thì mới có em ngày hôm nay. Nhưng mà để đính chính lại thì em cũng thực sự không phải là một cái người siêu hacker hay gì đâu. Mình có kỹ năng, mình có những cái kiến thức căn bản về an ninh mạng. Nhưng mà lại lạm dụng những cái kỹ năng này để mà làm cái việc xấu. Và sau đó là bị chính phủ Mỹ trừng phạt. Nhưng mà trong tù thì em mới nhận ra một điều rằng á, nếu mà em không bị ở tù thì chắc hẳn là tới bây giờ em vẫn còn làm cái việc như vậy. Em có nói với lại ba mẹ của em á, là nếu mà ngày hôm nay con về Việt Nam mà con vẫn là con người như ngày xưa ấy, thì tốt nhất là đừng nên về. Tại vì là em biết cái bản tính của em rất là hiếu thắng. Nhìn lại hết tất cả mọi thứ thì coi như cái 7 năm đó giống như là 7 năm mình đi du học vậy đấy. Để em hiểu được cái giá trị của cuộc sống. Thì đó cũng là lý do tại sao mà em thành lập cái dự án chống lừa đảo cùng với lại các anh em, đồng nghiệp để mà đi tới tận ngày hôm nay để mà giúp cho mọi người trên không gian mạng. Hình như khi mà mình còn rất là trẻ mà mình lại thành công rất là dễ dàng thì có lẽ mình cũng sẽ có một sự tự tin nào đó quá lớn. Lúc đó có ai là người nói em hãy đi con đường khác hoặc làm một việc gì đấy khác? Có một người thầy của em ngày xưa dạy về an ninh mạng đấy. Thì thầy có biết những cái việc em làm, thầy cũng có chỉ bảo, nhưng mà em cũng đâu nghe đâu. Tại vì cái sự kiêu ngạo khi em còn trẻ, em nghĩ ồ mình có tiền là mình có thể lo được cho gia đình nè, mình mang lại hạnh phúc cho ba mẹ, cho người thân nè. Nhưng mà không phải vậy. Tại vì khi trong tù em mới nhận ra một cái giá trị là cái tình yêu đó nó không phải là tình yêu đích thực. Tại vì cái tình yêu đích thực là mình phải nghĩ cho mọi người xung quanh nữa. Chị cứ nghĩ là khi mà em đã sa vào con đường lao lý chỉ vì công nghệ thông tin thì việc đầu tiên của em sẽ phải là tôi sẽ từ bỏ. Hình như máy tính, công nghệ thông tin nó là một cái thứ đã khiến cho tôi đánh mất tất cả. Tại sao đến khi em quay trở lại em lại tiếp tục làm công nghệ thông tin? Thực ra đây, đó là lý do tại sao mà hơn 7 cuốn nhật ký em viết cũng phải là hơn 1.000 trang đấy. Đó là lý do tại sao mà em quyết định em phải quay trở lại. Mình vận dụng những cái kinh nghiệm của mình có được để mình đóng góp lại. Ngay từ những cái ngày mà ở trong tù á, vạch ra những cái kế hoạch của tương lai và tìm kiếm cái hy vọng rằng một ngày nào đó mình trở về, mình vẫn tiếp tục vận dụng nó để mà mình đóng góp lại cho xã hội. Để nói là con đường 6 năm ở Mỹ hoặc là 3 năm thì nghe nó chỉ là những cái từ rất là ngắn thôi, nhưng đó là những cái hành trình thay đổi bản thân rất là lớn. Ngoài cái công việc, ngoài cộng đồng, ngoài sự tin tưởng thì bản thân phía trong con người em có những cái gì đã thực sự thay đổi? Cái điểm lớn nhất mà phải nói là thay đổi trong con người em chính là em được phải nói là được sinh ra lại một lần nữa đấy. Tại vì cái mấu chốt khi mà mình muốn thay đổi thì phải có 3 cái mình giải quyết. Thứ nhất là mình phải có cái sự chân thành, không phải với mọi người đâu, bản thân mình sống trước đã. Mình trước đã. Và thứ hai nữa là mình phải có sự mở lòng ra với bản thân và với mọi người. Và cái thứ ba nữa là phải có sự sẵn sàng.
Nếu mà có hai yếu tố kia nhưng mà mình không có sự sẵn sàng thì mình cũng không có thể nhận ra được cái điều gì đang xảy ra trong bản thân mình. Ban đầu thì em cứ nghĩ rằng là ở tù 1-2 năm là mình sẽ có thể hoàn lương, mình sẽ hiểu về bản thân mình hơn. Nhưng mà không phải vậy. Mãi tới gần 5 năm sau là em mới sẵn sàng đối diện với bản thân để học được cách gọi là chấp nhận ấy. Và gọi là mình học được cách chân thành với bản thân mình. Em nói là em đã được trở lại chân thật là chính mình rồi. Thì chị nghĩ đấy là sự thay đổi rất lớn về tâm trạng. Nhưng chắc hẳn sẽ có những lúc mà em cũng cảm thấy cái hy vọng nó rất là xa vời chứ. Hay chưa bao giờ em đánh mất điều đấy cả? Em dám khẳng định là chưa bao giờ em đánh mất hy vọng. Lúc nào em cũng có hy vọng. Hy vọng là một ngày mình sẽ học được nhiều thứ hơn thông qua những cái ngày tháng ở trong tù. Chị lại có một câu hỏi nữa. Với một người mà đã thụ án thì cái cảm giác đè nặng đó là xã hội có chấp nhận tôi không? Yeah. Những cái cánh cửa có còn mở ra với tôi nữa không? Đặc biệt là khi em lại vẫn muốn làm tiếp cái lĩnh vực mà mọi người rất là ngờ vực ở em. Yeah. Thì làm sao em có thể bắt đầu lại được? Khi mà về Việt Nam ấy, thì em nhớ lại cái người bà tên là Midnet. Thì bà là một giáo viên ở bên ngoài, cũng thường xuyên vào trong tù để mà giảng dạy cho những người tù đấy. Thì bà có chia sẻ lại với em là bà có niềm tin. Bà có một cái niềm tin rất là mãnh liệt ở em. Thì bà tin rằng là một ngày nào đó khi em trở về, em sẽ làm lại được những cái gì mà mình có thể. Thì cũng chính vì câu nói đó mà em mang cái động lực, một cái tinh thần rất là lạc quan đi về Việt Nam. Mặc dù trong tâm trí của em vẫn biết rằng về thì cũng sẽ có những cái định kiến, cũng có những cái hoài nghi. Nhưng cái mục tiêu của em là bây giờ mình phải chứng minh bằng hành động. Em về Việt Nam, ai là người đầu tiên giúp đỡ em? Ba mẹ em, gia đình em. Và khi mà nhận được một cái lời mời đi làm cho Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ấy, thì ngay lập tức là em cảm thấy đây là một cái vinh dự, một cái cơ hội để mà em có một cái môi trường để mà đóng góp lại cho xã hội. Từ năm 2020 cho tới nay thì cũng đã hơn 3 năm rồi. Và em đã chứng minh từng cái giai đoạn bằng những cái hành động cụ thể của mình. Và kết quả là năm nay em đã giành được giải thưởng nhân tài đất Việt. Vậy bây giờ nếu mà có rất là nhiều bạn trẻ đang theo dõi chương trình này và cả những người mà cũng có thể là đứng trước những cái sai lầm và đang tìm một cái hy vọng nào đó để bắt đầu lại, thì em sẽ chia sẻ điều gì? Một điều em muốn chia sẻ với lại các bạn trẻ, thứ nhất á, là bất kể ai cũng có những cái sai lầm hết đấy. Đôi khi có thể là cái thất bại nó chặn đi cái cánh cửa mà mình mong muốn. Nhưng mà không phải vậy. Nếu mà mình vượt qua, mình bỏ qua cái cánh cửa đó, mình đi tiếp, mình sẽ gặp một cánh cửa khác tốt đẹp hơn. Và cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì mình đừng bao giờ mình nhìn lên hết đấy. Mình cứ nhìn xuống là mình vẫn thấy mình là may mắn hơn rất là nhiều người. Khi mà em ở trong đó, em chỉ nhìn xuống thôi. Sống cho hiện tại, cứ cố gắng hết mình những gì mình có thể, thì ngày mai nó sẽ tốt. Chị mong là em sẽ sống tốt từng ngày, em sẽ làm tốt công việc của mình từng ngày. Chị tin là với những gì em nói và với những gì em đang làm, thì chúng ta có quyền hy vọng rằng một chặng đường khúc khuỷu đã đi qua. Chị cảm ơn em đã đến đây, và câu chuyện của em cũng chính là một niềm hy vọng cho những ai chưa suôn sẻ trong cuộc đời. Cảm ơn em. Cảm ơn chị.